xe bây giờ học sinh trên kia chờ, bây giờ mình chở 2-3 chuyến á, và bây giờ kẹt đây là học sinh trên kia là cũng kẹt luôn, đâu có xe nào mà để đón đâu. Đâu gặp đây gặp quá trời không? À, cái này thì nó phải ảnh hưởng nhiều rồi. Tất cả người dân đây gặp nước như thế này thì người dân làm sao chịu nổi? Cực lắm, ở đây tim nó muốn lọt ra luôn, nhất là bệnh tim như bà đây là bà ngất luôn, mà bây giờ ở rồi phải chịu thôi, bây giờ giờ đi đâu bây giờ, cho nên là mong kiến nghị nhà nước giúp làm đường sớm cho dân người ta đỡ khổ tí, cho người già đỡ tí, và trẻ em với người ta đi đường cũng vậy, cháu thấy không, nó đông ơi là đông không chịu được, có người đi bị ngã bị té mà nó trôi máu chảy tứ tung luôn.